Đấy, đợt này cửa này cao lên khá khá đấy. Đấy, đợt này nhà của em còn đẹp hơn nhà của anh lúa bên kia đấy. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Sáng hôm nay hiện tại Khâm đang có mặt ở nhà em Phứ rồi các bác ạ. Và sau gần một tuần lễ, khi mà công việc cá nhân là thứ nhất, cái thứ hai thì là Khâm về đến nhà rồi, nhưng mà con đường trơn trượt quá, anh em mình không thể vào nhà Phứ cập nhật được cho cô bác anh chị xem. Đấy, ngày hôm nay thì là trời là có ánh nắng rồi, và con đường tuy nhiên thì là vẫn còn trơn trượt, nhưng em mình cố gắng đi vào. Và con đường thì chắc có lẽ là cháu Khâm không cần ghi hình nhiều nữa, các bác cũng thấy rồi là nó rất là trơn trượt. Anh em mình đi ghi hình chắc cũng phải độ 5-7 tập là có con đường trong video rồi. Ngoài ra còn chưa tính các video anh Công anh Đức thi thoảng vào đây thì các anh cũng có ghi hình cho cô bác anh chị cũng xem. Ngày hôm nay vào thì là thứ nhất là thăm cái tiến độ ngôi nhà. Cái thứ hai thì là Khâm cũng trích ra 320.000, vẫn là số quỹ mà chỗ cô Thanh gửi vào mua nhu yếu phẩm từ trước đấy ấy, là anh em mua vào cho hai vợ chồng. Vì là Khâm cũng không có ở thị trấn, không không đi qua thì đi qua quán tạp hóa trên này, thì anh em mình mua tạm mì và sữa lên cho con của Phứ uống thôi. Đấy. Còn những nhu yếu phẩm khác thì lúc nào mà cần thiết thì anh em sẽ phi xuống thị trấn để mà mua lên cho gia đình. Đấy, đường vẫn rất là trơn đấy các bác ạ. Đây, một cái tiến độ ngôi nhà thì là đã thu nóc các bác nhé. Đấy, đã thu nóc rồi. Và bầu lò thì mọi người đã xây xong rồi các bác ạ. Đấy. Có lẽ là anh em mình sẽ quay qua một chút để cô bác anh chị cùng xem. Đây, bầu lò và kiểu cách thì là như nhà của lúa em luôn. Tuy nhiên thì đợt này là bầu lò là anh em thiết kế cao hơn một chút và rộng hơn một xíu nữa để cho gia đình Phứ có thể sinh hoạt là tiện hơn. Tất nhiên thì là sau này em Phứ cũng bảo với Khâm là em sẽ làm một cái bầu lò, một cái lò bếp củi riêng để mà đun nấu cám lợn, cám heo các thứ ở phía bên kia. Để thì bình thường là đun cây ngô thứ nhiều mà, thì là em cũng muốn giữ cho ngôi nhà thì em sẽ bảo là tự làm một cái lò đun riêng. Đấy, hôm nay vào thì là đây, mọi người đã đang làm cái bể phốt rồi. Đấy, bể phốt là đã làm xong cái bể phốt, đã ngăn hết các cái kiểu ô rồi. Đấy. Đợt này thì là Khâm cũng góp ý cho chỗ thợ anh Đô là mọi người là sẽ hồi cái nóc lên thêm một hàng gạch nữa. Thì trước thì anh em mình là làm mái của lúa thì hơi bị tẹt một chút, thì chỉ lên có tính ra là 4 hàng gạch đến cái viên trên cùng, nhưng mà nhà của Phứ thì là độ vào 5 viên, thì là đã mái đã dốc hơn khá khá là nhiều đó. Đây vẫn là một cái cột nữa. Đấy, cái cột thì mọi người đổ sắt và bê tông rất là chắc chắn đây. Và một cái cột này thì bản chất như cái video Khâm chia sẻ thôi, nó là một cái cột để anh em mình trang trí cái ngôi nhà nó đẹp đấy. Vì anh em mình cũng không có đổ mái, không có gì ở trên, thì bản chất thì nó không đỡ cái gì quá nhiều, quá nặng đấy. Ok, hôm nọ là bị thiếu vật liệu các bác nhé. Khâm phải bổ sung thêm 200 viên gạch và thêm 10 bao xi măng nữa để cho Phứ túc tắc là chuyển vào cho thợ làm hồi cái nóc này. Video trước Khâm cập nhật thì các bác biết đấy là anh em bị thiếu gạch đấy. Thật sự thì là cũng có các bác bảo là anh em phải tính toán diện tích ngôi nhà để mà tính ra số lượng gạch. Thì với bản thân là kênh Khâm cũng mới đi làm và trong cái lĩnh vực xây dựng này thì cũng thật sự là chưa có nhiều kinh nghiệm lắm đâu. Đợt nhà anh em mình rút kinh nghiệm từ nhà anh Lúa thì có gọi lên 2.400 viên gạch, tuy nhiên là cũng thừa khá khá. Và tiếp theo là rút kinh nghiệm nhà anh Lúa thì anh em làm nhà Lúa em ấy, thì là 2.000 viên thì là đủ luôn, đủ zin luôn. Và
tiếp theo sang nhà Phứ ấy, thì các bác thấy rồi, quá trình vận chuyển vật liệu rất là vất vả, và anh em mình gọi cái xe 3 khối ấy kìa, mỗi xe được 300 viên và 6 xe thì là 1.800 viên. Đấy, thì lúc đấy là cũng bảo là thiếu thì anh em sẽ bổ sung, nhưng quả thật thì là đã làm theo mô típ của lô em thì lô em sử dụng 2.000 thì ở đây chắc chắn là cũng không thể nào mà sử dụng ít hơn, bởi vì là diện tích là như nhau này. Đấy, mà hồi nó cao hơn một tí cũng không đáng bao nhiêu, nhưng mà diện tích đã là như nhau, bên kia dùng 2.000 thì bên của Phứ ấy, thì không có lý do để dùng ít hơn. Nếu mà dùng ít hơn đi thì thật sự là với các bác thì là ngôi nhà chắc chắn là sẽ bị bé đi rồi, và anh em mình phải bổ sung thêm. Đấy, chưa tính là những cái viên gạch là nó bị vỡ các bác ạ. Đấy, những viên gạch nó bị vỡ trong quá trình vận chuyển, trong quá trình hạ ở phía đầu bên kia này. Đấy, là nó bị vỡ. Cái này thì là bây giờ tiến độ thì là đợi lợp mái các bác nhé. Anh em mình cứ theo mô típ của nhà lũ em làm thôi. Và không cũng muốn là lợp mái xong là thợ sẽ lên và chát chít. Đấy, cát ở đây thì... Ồ, mấy hôm nay mưa mà em Phứ không đậy chỗ cát này vào hết à. Phứ ơi! Không biết cờ ở nhà không? Cũng một tuần rồi không vào thăm. Đấy, bây giờ là anh em mình đợi lợp mái thôi các bác nhé. Mái thì là không vẫn quyết định là thuê chỗ anh Công. Đấy, thuê chỗ anh Công lên để anh Công đội thợ anh lên làm mái. Bởi đầu tiên thì tính toán cái phương án lợp mái pro ấy thì các bác cũng góp ý rất là nhiều, là đặc biệt thì là chỗ cô Thanh nhà Hảo Tâm là cũng trao đổi với anh em, cũng muốn là làm sao cũng lợp được cái tôn xốp, thì đã vất vả làm được đến cái tiến độ như thế này. Mọi thứ hầu như là không nghĩ là không thể làm được, nhưng mà đến ngày hôm nay thì cái khung cứng của ngôi nhà đã được hoàn thiện như thế này và vật liệu cũng đã vào đến nơi hết sạch, thì mình thay vì mình đi lợp cái mái pro thì có thể là nó chi phí nó thấp hơn một chút, và vận chuyển thì như nhau thôi, nó cũng nặng. Pro thì nó gọn hơn, nhưng mà tôn thì nó cồng kềnh hơn, nhưng mà vận chuyển thì nó cũng sẽ mất công vận chuyển. Thì anh em mình muốn là thôi, đã làm thì làm đẹp cho nó được như những cái sự mong muốn của anh em mình, và đặc biệt là cô Thanh cũng muốn có một ngôi nhà đẹp như lúa em để cho em Phứ và gia đình ở về lâu về dài. Thì anh em mình quyết định là lợp tôn xốp và trao đổi, Khâm đã trao đổi với anh Công là nhờ anh vào đo đạc hộ anh em mình. Anh cũng đã vào và hình như là cũng có video đo đạc về cái mái này rồi. Đấy, thì anh em mình thuê anh ấy với một cái giá, với giá chung của thị trường thôi. Đấy, chứ không thể nào mà mặc định, mà anh cũng đi làm thiện nguyện thì giá thế nào nó hữu nghị hơn thì chắc là cũng khó, bởi vì anh em thì mọi người cũng làm ăn, mọi người cũng sinh sống, chứ không thể mà đặt nặng cái vấn đề là anh cũng đi làm thiện nguyện thì anh lấy nó rẻ. Thực sự đi nó vất vả lắm các bác, đi đường thì các bác bảo là không có cách thị trấn quá xa, nhưng thực sự là bản đồ trên đường chim bay thì nó cũng không quá xa thật. Về thực tế thì nó gần, nhưng mà con đường đi vào những cái bản xóm bản biệt lập như thế này ấy, nó bé và nó trơn trượt lắm, cực kỳ dốc, đi lại rất là vất vả. Như các bác thấy mưa là anh em mình không thể vào được, kể cả dân trong này mưa cũng không thể ra ngoài được. Đấy là phải trình bày với các bác thì là mặc dù nó không có xa thị trấn bao nhiêu, nó còn cách độ khoảng mười mấy cây thôi, nhưng thật sự là đường xá đi lại nó vất vả quá, thì thành ra là bà con vẫn cực kỳ là vất vả. Đất thì em Phứ là cũng đã bổ sung hết vào chỗ cái nền này, mấy hôm nay mưa nữa thì nén rất là chặt luôn nên này. Bây giờ là thợ lên làm là cũng chỉ cứ thế mà làm thôi. Đấy. Phòng, hai phòng ngủ. Bây giờ thì là lợp mái xong là thợ sẽ tiếp tục vào chát luôn các bác nhé. Đấy. Anh em mình cứ theo cái lộ trình cũ mà làm thôi. Và anh Công nhá, có lẽ là ngày tận sang tận ngày kia cơ. Đấy, thì mới vận chuyển được
vật liệu lên đây và xe cũng chở lên đến cái ngoài đầu bên kia thôi, cái đầu cái đường hết đường bê tông ấy, và vào đây thì nó độ vào khoảng hơn 3 cây số đường đường đất nữa. Đấy, hơn 3 cây số đường đất thì Phứ Khâm sẽ bảo em Phứ là bố trí bà con hỗ trợ mà chuyển tôn vào đây thôi. Đấy, anh em mình sẽ tiếp tục là hỗ trợ mọi người những bữa ăn đấy, còn không thì trường hợp mà không có ai hộ nữa thì sẽ phải thuê tiếp, bởi vì trong cái quỹ vận chuyển vật liệu của cô Thanh ấy thì còn dôi dư ra mấy triệu, cô có gửi cho anh em mình 1.000 đô để vận chuyển vật liệu. Quả thật với các bác thì là cực kỳ vất vả, cứ mỗi một xe bột đá ấy, thì vận chuyển là hết 1.2 triệu đấy. Chuyển hết 1.2 triệu, anh em mình cũng như áp phó, mà thực sự cái giá đấy là mọi người còn phải hộ em Phứ rất nhiều. Những ngôi nhà khác ở đây tâm sự thật lòng với các bác là cũng bố Phứ chia sẻ thôi, là nguyên cái khoản vận chuyển bột đá mới lại gạch thì nó đã rơi vào khoảng 15 triệu rồi đấy, mà ngôi nhà của họ còn không to bằng ngôi nhà của mình đấy. Thực sự là nếu mà có thuê, chưa tính là xi măng này rồi cát chát, mình là còn thêm đợt này làm may các anh em thợ vẫn hỗ trợ nhiệt tình là sắt các thứ thì Khâm nhờ chú Thao cắt sẵn ra rồi mọi người thợ vào đây làm cũng 5-7 xe thì anh em hỗ trợ mỗi người một ít vào đấy, thì đỡ mất cái khoản là chuyển sắt các thứ nữa đấy, đỡ cho em Phứ bao nhiêu. Ok, đây là cái phần này, ngôi nhà, cập nhật cho các bác xem ngôi nhà. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ di chuyển vào nhà Phứ, không biết là có ở nhà không. Cái nền móng của ngôi nhà em Phứ này sẽ cao lên độ được 40 phân thôi, không cao được như nhà lúa em các bác nhé. Đây không biết là con xe máy của ai đỗ ở đây. Đấy, anh em mình không biết là cái xe máy của Phứ là còn có thể đi được hay không nữa sau cái quá trình mà chở gạch, đấy, chở gạch cùng bà con. Ôi giời. Không biết là hôm nay đi đâu. À đây, con xe vẫn ở đây mọi người ạ. Phứ ơi. Mua tư lò Phứ. Hóa chí. Mua rồi. Mua rồi mà hóa chí. Mua rau nhu. Lo chê em á. Con ngủ à? Ừ. Tôi mới say bưa. Tôi mới say cho gió. Cho gió? Ừ. Ốm à? Xem nào, gọi Phứ em về chưa nào. Đây đây, làm gì thì làm đi. Thực ra là mỗi lần anh em mình vào cũng không có liên hệ quá nhiều. Sợ em là đang đi làm gì đó thì cứ sợ mất việc em ở nhà đợi. Và đây Phứ à? Vâng, em đây. Đang đi làm gì đấy? Em đi việc ở trên này rồi, có gì ạ? Anh, hôm nay anh vào nhà em, đang ở nhà em đây. Đang ở nhà em à? Hả? Thế cố đợi em một tí nhá, em đầu chút là xong luôn để em về. À, nhanh không để anh biết. Chắc còn 15 phút nữa. Ok. Vào để anh xem là còn cái gì anh bố trí nốt để mai bảo em là bố trí anh em hỗ trợ chuyển vật liệu nốt để làm xong nhà nào. Vâng ạ. Ok nhé, làm nốt đi. Vâng. Ốm à, con ốm à? Hay là có sốt không nào? Không sốt. Ôi trời ơi, tí nữa cho uống sữa nhá. Hò mi ấy nhỉ? Ừ. À, cho tôi mới xài hò mi á. Thả từ mà phút nửa áo. Đây là đấy, đang đun một nồi cháo. Không biết là bố mẹ cho tôi chít chút nhẹ mua tứa. Tôi chít. Ừ. Đi lấy cỏ bò hết à? Phứ cũng đi lấy cỏ bò.
Thế sao anh gọi cho nó mà đang đào cái gì ấy? Không biết là con ốm hay là như nào không, thì đang thấy là sốt thì không sốt đâu, không kiểm tra không sốt đâu. Sự là cái điều kiện sinh hoạt của gia đình quá là thấp, thế cho nên là các em bé mà cứ bé bé như này rất là dễ ốm. Đấy, thời tiết đang thay đổi cực kỳ luôn, đang ở một cái thời điểm giao mùa. Ngủ không? Pư chi pư? Pư à? À, chi pư mà pư hò mi. Tưởng không ngủ để lấy sữa cho nó uống. Thương cực kỳ luôn các bác, em bé ở trên đây thì thật sự mà nói thì là nó như kiểu cuộc sống sinh ra và phải thích nghi từ từ những ngày bé bé nhất đấy, từ lúc bé phải thích nghi để mà vươn lên thôi, chứ còn ốm thì bố mẹ cũng như phứ ấy, thì là còn làm sao là cố gắng. Là có mấy lần là cũng nhờ Khâm rồi, là hỏi Khâm tiền đi mua thuốc rồi, cũng may là hai vợ chồng vẫn còn, dù mặc dù trẻ nhưng mà vẫn biết là chăm con lúc ốm lúc đau. Đây là một nồi cháo chắc là nấu cho con các bác ạ. Đấy, nhà Phứ thì không có, tuy là ở đây thì là tạm thời là ở cùng bố mẹ thôi. Bây giờ buổi tối thì hai vợ chồng là vẫn đi ở dưới cái nhà cũ kìa. Đấy, ở đây thì với các bác thì là có bốn em của Phứ nữa, ông nội và bố mẹ Phứ nữa, thì thành ra là vào tận 7 người đang ở đây. Mà gia đình Phứ vào ở nữa 3 người nữa thì thành 10 người. Phứ vẫn tâm sự là không thể nào mà ở được hết này. Cỏ cho bò. Đào hố trồng cỏ cho bò á? Vâng. Đào đâu? Ở kia, cái chỗ mà không được kéo nước về. À, nước vẫn bơm đấy về chứ, để mà thợ làm chứ. Vâng, vẫn bơm đấy. Chào chú nhá. Mấy hôm nay làm gì? Ra đây hỏi thăm đi em nào. Chân bị làm sao đây? Ngã xe á? Chở cái xe của em này. Không, xe Win xe đấy. Xe Win bên kia? Vâng. Vừa mua xe đấy à? Mua xe đấy để đi chạy các thứ mang giấy. À, bao nhiêu tiền cái xe đấy? 4 triệu. 4 triệu à? Vâng. Hôm nọ đi làm kia thể tiền được cái đúng không? Trả nó 2 triệu đó, còn 2 triệu nữa. À, trả người ta 2 triệu, còn nợ người ta 2 triệu. Vâng. Hôm nọ đi làm về tiền được gọi là được 2 triệu, con mua con xe kia thôi. Ừ. Thôi cố gắng thôi. Hôm nay anh có mua cho con em một hộp sữa, một hộp sữa to ấy, với lại một thùng mì tôm để mọi người tiện ăn sáng. Đấy, hay vào cắt tóc đẹp trai hơn đấy nhỉ. Chào các bác các cô khán giả đi. Chào Phứ, xin chào các bác các cô ạ. Mấy hôm nay làm nhà thế nào? Thợ hôm nọ vận chuyển mưa, có vận chuyển nốt trong trước khi mưa không? Vật liệu. Không, anh vào thì thấy vận chuyển hết rồi, nhưng mà mấy hôm vận chuyển có mưa không? Vận chuyển thì vẫn mưa, buổi sáng cũng mưa một ít, hay là buổi chiều khô đường, đi đường một tí thì vẫn hai bố con vẫn đi chở. À. Vâng. Có mỗi là chỗ gạch vỡ thì không cho vào được thôi. Thực ra là không dùng đến thì cũng không cần lấy mấy cái viên vạch vỡ đi nữa, nó vỡ vụn ra hết rồi. Đấy. Thế này nhá, chú nhá. Ngày mai nếu mà được ấy thì là sẽ bố trí anh em tối nay cháu sẽ điện trước xem là tôn không biết là chỗ anh công đặt lên chưa, thì là tối mai nếu mà lên đến thì sáng ngày tối hôm nay. Nếu mà đến thì sáng ngày mai thì là anh sẽ trở lên chỗ đường bê tông ngoài kia kìa. Để mà mình lại vác tôn vào. Cái tôn kia thì nó nhẹ thôi nhưng mà nó dài. Biết không? Cái tôn xốp kia thì nó nhẹ nhưng mà nó dài thì chắc là phải hai người. Hai người thì... một người một tấm nhưng mà nó dài quá. Nhưng mà phải hai nẹp vào hai người khiêng. Nó dài.
Tại sao là hai bên nó nặng thì nó lại gãy á? Không gãy được đâu. Nó không gãy được nhưng mà nó dài như này, nó lại bên cạnh nó lại sắc nữa thì sợ một người vào nó đi khó thì cứ chuẩn bị cái cây này đấy, nẹp hai đầu vào. Vâng. Rồi là hai người sẽ khiêng một tấm thì nó đi dễ hơn. Vâng. Đấy. Không biết là bao nhiêu tấm thì tôi nên không sẽ hỏi anh Công xem. Đấy. Vâng. Thì là đợt này là làm mái tôn xốp cho em luôn. Anh Công cũng hỏi Khâm là thì có làm máng nước mưa hay không nữa, thì anh em quyết định là cũng làm thêm theo thêm cái máng nước mưa cả hai mái nữa. Đấy. Bởi vì nếu mà nước ở chỗ em nhiều thì anh không cần thiết, nhưng mà nước chỗ em là ít quá thì anh vẫn sẽ làm sao căn cứ vào cái quỹ của cô để mà làm đầy đủ hết cho em. Vâng. Đấy. Con bị ốm hay làm sao? Con nó không ốm. Không ốm đâu gì? Chỉ là hôm nọ bị sốt, lại sốt và không ăn, xong mới đi tiêm một tí. Đi tiêm à? Khỏi chưa? Khỏi. Hôm nay anh vào là thấy đang ngủ tưởng sốt, tưởng ốm nhưng mà chờ thì không thấy sốt. Dậy cho con uống sữa kìa. Vâng. Ừ. Vào nhà đi. Không, chắc là không vào nhà nữa đâu. Đấy, bây giờ thì là... đi lên xem còn cái gì trên kia, xem xi măng các thứ em kiểm chưa? Dạ. Còn bao nhiêu bao? Em không, chưa đếm. Chưa đếm à? Vâng. Bây giờ là còn phần chát này, phần lát nền này. Đấy, thì là anh sẽ hỏi chỗ anh Công xem là chở được thì mình mua gạch ở dưới Minh và anh Công sẽ chở cả gạch lên đây luôn. Đấy. Không biết là hôm nọ chắc các anh chỉ đo mái thôi đúng không? Đo cho em là đo cửa hết rồi. Cửa chưa chát làm gì đã đo được. Cửa hôm nọ anh... cũng đo rồi. Vâng, cũng đo rồi, xem bao nhiêu rồi. À. Vâng. Đây, đợt này các bác thợ thì chỗ cửa sổ mọi người vẫn đổ trời ra một chút để mà tránh mưa. Thật sự là cũng rất là ưng ý với cách làm việc của anh Đô và chú Thao. Khi mà mình góp ý những cái nào thì mọi người đều lắng nghe và mọi người sửa hết. Đấy. Thế thì để anh tối anh xem là bao nhiêu nhá. Vâng. Bao nhiêu tôn, cần bao nhiêu người thì nói chung là càng có nhiều người hộ thì làm trong một buổi thì càng tốt. Vâng. Ít người hộ thì mình mất nhiều thời gian quá. Vâng. Đấy. Còn cứ yên tâm, gọi được bao nhiêu người thì cứ bảo anh để anh bố trí mua ít thức ăn cho mọi người nấu ăn nhá. Vâng. Đấy. Tất nhiên là phải cho mọi người ăn no các bác. Cát này này. Hôm nãy anh thấy là không che vào hết, mưa là nó chảy ra ngoài ấy. Hiểu không? Em hiểu. Bể phốt thì là mọi người làm được mấy hôm rồi? Bể phốt là ngày làm được một hôm, sau là anh gọi điện cho em là anh về. À vâng. Hôm gọi điện cho em thì anh không lên được, mưa quá, đường trơn quá. Đấy. Bể phốt và cột thì đổ vào một ngày hết ạ. À, bể phốt cột đổ một ngày hết ạ. Vâng. Hôm nay chắc là chú Thao chú lên làm. Chú Thao với anh Đô lên làm. Hai người thôi đúng không? Vâng. Chú Thao với chú gì nhỉ? Chú Đô. Vâng. Ừ. Đấy, đợt này cửa này cao lên khá khá đấy. Đấy, đợt này nhà của em còn đẹp hơn nhà của anh Lúa bên kia đấy. Rồi. À, cửa này lên cao lên bao nhiêu này? Đấy. Ơ thoáng em vẫn thiết kế trên khung cửa các bác. Cái vấn đề cửa giả thì không khác gì của bên Lúa em, cũng đề bạt. Nhưng mà tâm sự với phía này nhá. Đấy, bao nhiêu ngôi nhà các anh đi làm, rồi là các kênh khác các anh hỗ trợ, đa số thì là nhà của đồng bào người dân tộc Hơ Mông. Tâm sự với phía như thế. Từ lúc ngay ban đầu làm ấy, thì vấn đề là cột trong nhà các thứ anh em hầu như là không trường hợp nào tránh khỏi, đều đặt vấn đề hết. Nhưng mà tại sao
anh em mình không làm, anh em mình làm sao là làm cái ngôi nhà nó tiện nghi nhất có thể và nó tân tiến nhất có thể cho cuộc sống sau này của hai vợ chồng trẻ. Đấy. Cũng như lúa em thôi, là cũng muốn mở cửa vào trong thì anh không biết là cái tục của người Mông như nào, nhưng mà về thực tế thôi, nếu mà mở vào trong thì em thấy là nó mất cái diện tích trong nhà, mất cái không gian trong nhà khá khá. Đấy, nó vương víu. Thế bây giờ em mở ra ngoài, nó thông thoáng. Thế tại sao mình cứ thích mở vào trong? Tại sao cứ theo lề lối của một cái ngôi nhà đồng bào Hơ Mông ở trên này? Mọi người làm nhà trình tường bằng đất và cái nhà, cái cửa rất là thấp và cái cửa rất là hẹp. Cái cửa nó chỉ bằng độ tầm anh đứng đến đây thôi. Nhà to bao nhiêu thì to, cái cửa nó cũng chỉ khoảng 1 mét thôi. Đấy. Thì mọi người mở vào trong thì mở hay mở ra ngoài nó cũng không sao lắm. Nhưng mà cửa của mình rộng tầm 1,5 mét. Nó rộng. Đấy, nó tốn khá khá diện tích. Nên là mình cứ phải theo cái tiện nghi và cái tân tiến của xã hội mà mình làm thôi. Em thì em đi ra ngoài nhiều hơn bố. Em tiếp xúc nhiều. Bây giờ em xuống khu vực dưới anh hay là khu vực mọi đi làm thuê ở dưới các cái khu vực thành phố, làm gì có nhà nào mở cửa vào trong được không? Vâng. Nên là bây giờ anh bảo cái này nhé, biết là phong tục như thế, biết là người Mông thì hay làm như thế, nhưng mình thay đổi một lần thế nào, mình là người đứng lên mình thay đổi một lần em nào. Đấy, mình cứ theo cái phong tục lề lối của đồng bào ở vùng sâu vùng xa như thế này, nhưng mà cuộc sống có thay đổi lên tốt lên được đâu. Mình theo cái gì nhưng mà cuộc sống phải thay đổi chứ. Ví dụ như cái phong tục đấy làm cuộc sống của bà con tốt lên, kinh tế tốt lên, sức khỏe con người tốt lên thì anh đồng ý luôn. Chứ còn cứ theo lề lối cũ nhưng mà không có cái gì kết quả mới thì mình không nên nhé. Vâng. Quyết định mở cửa ra ngoài nhé. Vâng. Thế quyết định thế không? Quyết định mở cửa ra ngoài. Anh bảo này, không phải cúng bái nhiều đâu nhé. Vâng. Đừng có nghĩ đến chuyện cúng bái, rồi là đừng nghĩ là mình làm sai lệch với lại phong tục của đồng bào người Mông ở đây thì mình sẽ bị không may mắn hay là mình sẽ bị ốm. Không có chuyện đó. Tư tưởng phải tiến bộ lên này, anh bảo này. Cứ ở cái nhà này đi 1-2 năm nữa, nếu mà cảm thấy là tại cái cửa anh không làm cho mà gia đình tôi hay ốm đau bệnh tật hay là làm ăn không tiến tới, thì lúc đấy đề xuất với anh không sửa cửa cho mở vào trong được không? Cứ ở 1-2 năm làm ăn sinh sống xem vợ con có ốm không, có chuyện gì xảy ra không. Suy nghĩ này, suy nghĩ của em quyết định mọi thứ nhé. Đừng có nghĩ, em nghĩ đến ốm đau bệnh tật thì em sẽ bị ốm đau bệnh tật, hiểu không? Em hiểu. Em nghĩ đến là cuộc sống thoải mái tự do và có sức khỏe thì tự nhiên em cũng sẽ hành động theo cái lối đó và em sẽ có những cái tiến bộ thôi. Chứ cứ đinh ninh bảo là tại anh không bắt mở cửa và ra ngoài thì gia đình mình sẽ bị thế này thế kia. Em cứ nghĩ như thế thì là nó chính những cái tiêu cực đến với cuộc sống của em xuất phát từ suy nghĩ của em đấy. Thay đổi đi nhé. Có thể là bố em thì anh không dám góp ý, bố em là hơn tuổi anh, thế hệ trước các anh. Nhưng em thì là anh sẵn sàng anh góp ý cho em. Nhà này anh làm cho vợ chồng em ở. Hiểu không? Vâng, hiểu. Anh sẵn sàng góp ý cho em. Cái gì cương quyết thì anh sẽ cương quyết. Vâng. Hiểu không? Vâng, em hiểu. Nhưng mà vẫn trên tinh thần là làn mềm buộc chặt thôi nhé. Vâng. Quyết định như nào? Cuối cùng. Thế quyết định mở cửa ra ngoài. Rồi. Không vấn đề gì đâu cả nhá. Vâng. Chú cứ yên tâm đi. Không vấn đề gì hết, cứ ở đi. Trời ơi, nhà đẹp thế này anh còn thích nữa là bao nhiêu người gần thích, kể cả cô bác anh chị khán giả ở mọi miền. Rất nhiều các bác khen ngôi nhà của anh lúa bên kia kìa, anh lúa em bên kia kìa. Đấy. Ngôi nhà của em anh cũng hy vọng rằng sẽ nhận được những sự khích lệ và động viên tinh thần như thế. Đấy. Bởi vì anh sẽ cố gắng bằng mọi giá phải làm tiện nghi nhất và hợp lý và trong khoản tài chính. Cũng như là sẽ là làm đẹp như của bên anh lúa em bên kia cho em nhé. Hai vợ chồng cứ cố gắng mà làm ăn đi. Hai vợ chồng Phứ thì trẻ và năng động và bảo ban rất là tiếp thu nhanh. Đấy, anh phải thừa nhận, anh không có gọi là khen bên này chê bên kia, nhưng mà phải thừa nhận là vợ chồng em thì là nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đấy. Nhưng mà có một điều anh góp ý nhé, con cái thì cho nó ở sạch lên. Vâng. Nước
cố gắng mà đi điệu về đun, mùa này thì vẫn mùa nào cũng thế thôi, con nhỏ thì phải đun nước ấm lên. Vâng. Lau chân, lau tay, lau mặt, lau mũi cho con sạch sẽ. Vâng. Tránh nó thay đổi thời tiết, nó bị dễ bị ốm, hiểu không? Vâng. Mặc ấm thêm một tí cho con. Đấy. Dép của con còn không? Có không? Có. Đi dép vào cho con, đi tất vào cho con, hiểu không? Vâng, hiểu. Ý của anh ở đây anh góp ý thêm là những cái mà em chưa làm được như con cái. Vâng. Phải sinh hoạt cho sạch sẽ lên, con mới mạnh khỏe chứ, hiểu không? Vâng, mặc ấm vào. Đấy. Vâng. Tiền hôm nọ anh cô Thanh gửi là còn không, mua cái gì rồi? Em mua ít xăng, chở vật liệu và mua không nọ cao uống là đưa đi 200 đi tiêu. Tiêm à? Vâng, và vợ em cứ gọi cảm giác như là đau bụng hay ra em đi. Em mua thuốc à? Cô mua thuốc, mua cái bé gì đấy là đo xem. Xem có bầu không á? Vâng. Ôi dồi, có không? Có. Lại có bầu rồi. Chúc mừng nhá. Chúc mừng nhá. Năm nay là có nhà mới. Thôi, bây giờ cũng vừa mừng vừa cũng lo. Thôi, lo là lo xem là vợ chồng trẻ thế này để bây giờ là hai đứa con thì sau này lấy cái gì ăn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có chăm nuôi con tốt được không? Đấy, sau khi không phải là các anh đồng hành suốt đâu, làm xong cái nhà này các anh bảo ban, các anh dạy cho thời gian nữa là lại các anh lại rời đi thôi, thì là cuộc sống thì phải do em tự cố gắng, hiểu không? Và cái thứ ba thì là để hai đứa thôi nhá. Bảo vợ về đây. Đấy, cái nữa anh dặn thì là dạy vợ nói tiếng Kinh. Bảo vợ về đây. Nó đi nè. Thế sai. Cái thứ hai là anh dặn thế này. Anh lúa em dạy được vợ nói tiếng Kinh đấy, thì hai vợ chồng em cũng phải nói được, vợ cũng phải nói được tiếng Kinh. Chồng lanh lợi này mà không dạy được vợ nói tiếng Kinh là anh phê bình nặng nhá. Dạy được bao nhiêu lần nó cứng. Không, phải bảo vợ tiếp thu nhá. Bảo vợ này, anh không biết nói tiếng Mông đâu, nhưng mà bảo vợ là đấy, phải nghe lời của em. Dạy nói tiếng Kinh thôi, có gì mà ngại. Nói tiếng Kinh là tiến bộ, hiểu không? Vâng. Đấy, vợ chăm chỉ lao động đấy và hoạt bát đấy, nhưng mà phải biết nói tiếng Kinh một chút. Bởi vì bây giờ còn trẻ mà không học thì mấy nữa già như quá tuổi đi thì làm sao mà học được nữa, hiểu không? Vợ sinh năm 2007 đúng không? Vâng. Đấy, còn rất trẻ nên là phải dạy cho vợ và phải vợ bảo vợ tiếp thu. Vợ nhớ chưa? Em nhớ chưa? Nhớ nhá. Ừ. Ừ cái gì? Vâng. Vâng. Vâng, đúng rồi. Đấy, nhìn vào ống kính. Cháu chào các bác. Bà đi. Hai mà. Cháu chào các bác. Rồi, em chào anh Khâm. Chào anh Khâm. Không được cười, không được cười, không được ngại, không được xấu hổ chứ. Quen đi tập, quen đi, quen tập dần khá quen nhá. Vâng, không được ừ. Đấy, thế chứ. Cố gắng lên. Thực sự là cái một cái điều kiện không được đi, không được đi học lớp nào đâu đúng không? Đi học được đến lớp 2 nhưng mà lâu quá. Đấy, đi học đến lớp 2 thì nói chuyện gì? Có em ở đây học đến lớp 5 cũng như là tiếng Kinh thì... Ok, hôm nay vào anh can dặn vợ chồng những cái chuyện như thế. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng cập nhật tình hình cho cô bác anh chị xem. Và còn những cái gì không mắc thì cứ chia sẻ với anh. Anh góp ý được chỗ nào anh góp ý. Đấy, như nãy câu chuyện cửa cán thì anh nói như thế là thấy hợp lý chưa? Hợp lý rồi gì? Trong tinh thần lúc nào phải thoải mái nhá. Đấy. Ừ. Rồi, cảm ơn cô Thanh một lần nữa, rồi cảm ơn các cô các bác đi. Đấy, một cái ngôi nhà được lên như này là anh em phải biết ơn rất nhiều đấy. Đấy, nhìn vào ống kính đi. Hai vợ chồng cháu. Cháu cứ xin cảm ơn cô Thanh rất nhiều vì đã giúp cháu làm có được nhà, và cháu cũng cảm ơn cô Thanh rất nhiều, và cháu cứ xin cảm ơn tất cả các cô các bác ạ. Rồi, đấy. Tại sao Khâm phải nói là rất là biết ơn cô chứ con. Để mà ngôi nhà cũ thì hai vợ chồng không bao giờ có cơ hội để mà xây được một cái ngôi nhà mới với một tốc độ nhanh này đấy. Chưa gì vợ lại có bầu có bí tiếp rồi. Nhưng mà thôi, có thì đẻ đi rồi chăm sóc, rồi còn dành thời gian làm ăn phát triển kinh tế nhá. Vâng. Không đẻ thêm. Vâng. Quan điểm là như vậy nhá. Vâng. Rồi. Ok, chắc là video ngày hôm nay đến đây Khâm cũng xin phép khép lại tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo ạ. Xin chào.